Trang văn nghệ cuối tuần. Trang văn nghệ cuối tuần. Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai sinh năm 1944 tại Hải Phòng, quê quán ở thị trấn Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Xuất thân là một nghệ sĩ flute tốt nghiệp trường âm nhạc Việt Nam từ năm 1965. Thời gian hoạt động trong dàn nhạc đài phát thanh giải phóng, bà đã tham gia phục vụ tại chiến trường Trị Thiên, khu 5. Từ năm 1975 đến năm 1981, tiếp tục cống hiến trong dàn nhạc đài tiếng nói Việt Nam. Từ năm 1981, phụ trách biên tập âm nhạc ở đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho tới ngày nghỉ hưu. Nổi lên với nhiều sáng tác được phổ biến rộng rãi như Xe Ta Ơi, Lên Đường, Thơ Huy Cận, Huế Tình Yêu Của Tôi, Thơ Đỗ Thị Thanh Bình, Sao Anh Không Là, Rừng Với Tình Em, Từ Ngày Ấy, v.v. Ở tuổi 80, nhạc sĩ đã là chủ nhân của nhiều ấn phẩm âm nhạc, trong đó có 7 tập thơ riêng và có khoảng 30 bài thơ được các nhạc sĩ chọn để phổ nhạc. Có một điều đặc biệt nữa, bà là tác giả của nhiều ca khúc được viết ra bằng trái tim đầy thổn thức của một nghệ sĩ mẫn cảm sau từng tâm bão tan thương. Yêu thương ôm Huế vào lòng, sẽ chia đắng cay gian khổ mặn nồng. Giữa thập niên 80 trở đi, giai điệu ngọt ngào, sâu lắng và đậm chất trữ tình của ca khúc Huế Tình Yêu Của Tôi này qua các giọng ca nữ Nhã Phương, Bảo Yến đã chinh phục nhiều thế hệ công chúng Việt. Nhưng rất ít người biết được nó đã ra đời ngay sau cơn bão vào năm 1985, mà Huế là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã tìm tòi phân tích các chất liệu đặc trưng và chọn lọc nhất của âm giọng Huế, ngôn ngữ Huế để chuyển tải thông điệp riêng của mình trong câu nhạc đặc biệt Cả Nước Yêu Thương Ôm Huế Vào Lòng, Sẽ Chia Đắng Cay Gian Khổ Mặn Nồng. Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào. Vượt qua phong ba, Huế đi lên kiên cường. Cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng, sẽ chia đắng cay gian khổ mặn nồng. Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào. Còn vang chiến công, Huế khung hạt anh hùng. Nặng lòng với Huế, xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Nặng lòng với Huế, xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Ngoảnh lại một chặng đường sáng tác, viết về nhiều nơi, viết từ thời đạn lửa khói bom, viết trong thời kỳ hòa bình cho quê hương đất nước, rốt cuộc Trương Tuyết Mai lại dễ nhạy cảm với từng cơn giông bão đi qua nhiều nơi trên dải đất hình chữ S này. Ngay cả phổ thơ cũng là nhạc phẩm Cơn Bão Thơ Tế Hanh, với bản thu âm đã khá lâu qua tiếng ca Trầm Tử. Cơn bão xuyên đêm
nắm tay, tôi nắm tay em qua đường cho khỏi ngã. Cơn bão tan lâu rồi, hàng cây xanh ấm lại, nhưng em tôi đã xa rồi. Và cơn bão lòng tôi lại nổi, cơn bão tan lâu rồi, hàng cây xanh ấm lại, nhưng em tôi đã xa rồi. Và cơn bão lòng thời gian thấm thoát thoi đưa. Năm 1997, cơn bão số 5, còn có tên gọi là Linda, lại tiếp tục tràn bờ, để lại nỗi đau cho bao gia đình cùng biết bao đau thương mất mát khác. Trái tim nhân hậu của một người mẹ, người vợ trong con người Trương Tuyết Mai lại cuộn trào lên trong từng nỗi thổn thức. Nhạc sĩ đã dâng trào nước mắt khi dõi theo từng thông tin, hình ảnh và diễn biến của trận bão dữ dội này. Bão lũ gây ảnh hưởng ở Kiên Giang, Cà Mau hay ở bất cứ nơi đâu cũng làm bà chạnh lòng, thổn thức. Thế là nhạc phẩm Nỗi Đau Ngàn Khơi, thơ Từ Kế Tường đã ra đời. Sau này đã được tái hiện trong chương trình nghệ thuật Trương Tuyết Mai, Nửa Thế Kỷ Âm Nhạc, với giọng ca đầy xúc cảm của ca sĩ Võ Hà Trâm. Xa lắm quê tôi, sóng cuộn trong chân mây, bao quá trăm năm vắng khắp ngả, bất ngờ như mất vợ ngàn khơi, trong bóng con tàu như chiếc lá. Năm 2024, nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã ở vào độ tuổi 80, nhưng niềm đam mê và ngọn lửa sáng tạo vẫn không hề vơi cạn. Bà làm thơ, viết nhạc, theo dõi các sinh hoạt văn nghệ, lúc cao hứng, vẫn có thể hát ca với chất giọng sáng trong lanh lảnh. Đặc biệt là lối nói chuyện rất chân tình, dễ gần gũi. Ai mà biết trước được những phong ba thất thường của thiên nhiên trời đất, để rồi vào tháng 9 năm 2024, siêu bão Yagi bắt chợt đổ ập đến, gây tác hại nặng nề cho 6 tỉnh miền Bắc. Những mất mát tang thương ở nhiều nơi, trong đó có làng Nũ của tỉnh Lào Cai, khiến triều triều trái tim phải bồi hồi nhỏ lệ. Và rồi, thêm một lần nữa, người nghệ sĩ cao niên ấy lại không thể dằn lòng mình được trước bao nỗi đau thương tan tóc mà tính đến thời điểm hiện thời, chúng ta vẫn còn chưa thể nào cân đo đong đếm hết được.
Bởi siêu bão số 3 chưa kịp nguôi ngoai, thì các trận bão số 4 rồi số 5 lại thay nhau ập đến. Trương Tuyết Mai là hành động theo cách riêng của mình. Nhạc phẩm Nỗi đau mùa lũ, thơ Thái Thăng Long, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai viết nhạc. Sau khi vừa thu âm đã được ca sĩ Ngọc Quy gửi ngay cho chương trình Trang Văn Nghệ cuối tuần của Radio Lâm Đồng để kịp chuyển tới thính giả khắp nơi. Một tấm lòng trong triệu triệu tấm lòng, mong nỗi đau thương sẽ sớm ngày vượt qua, sớm ngày được hàn gắn lại. Cảm ơn trái tim nhân ái mặn cảm của người nghệ sĩ cao niên, với bao nỗi lòng cứ mãi xuống sang quằn trào sau từng trận bão lũ trên quê hương này. Không còn nước mắt để khóc, không còn đường để đi, không còn nhà để ở, không còn sữa cho trẻ thơ, không và không, không và không. Giữa mênh mông vô vọng, cả nước tôi, cả nước tôi khăn tang tham chiến, cả nước tôi, cả nước tôi chia sẻ đau thương, cả nước tôi những chuyến xe thiện nguyện lên đường, cả nước tôi, cả nước tôi khăn tang tham chiến, cả nước tôi, cả nước tôi chia sẻ đau thương. Tim ta thắt lại bao phận người không thấy nữa, không còn nước mắt để khóc. Không còn nước mắt để khóc, không còn đường để đi, không còn nhà để ở, không còn sữa cho trẻ thơ, không và không, không và không. Giữa mênh mông vô vọng, cả nước tôi, cả nước tôi khăn tang tháng chín, cả nước tôi, cả nước tôi chia sẻ đau thương, cả nước tôi những chuyến xe thiện nguyện lên đường, cả nước tôi, cả nước tôi khăn tang tháng chín, cả nước tôi, cả nước tôi chia sẻ đau thương. Tim ta thắt lại bao phận người không thấy nữa, không còn nước mắt để khóc, không còn nước mắt để khóc,
không còn nước mắt để khóc.